Tôi định nằm dưới nhà, tôi nằm trên đây là cũng miếng đất này luôn nè. Mà bà tin không, ban đêm á bà ngồi cái đó, bà nhậu với con nhỏ em của bà, là con nhỏ bạn của bà, bà ngồi nó nhậu mà mắt của bà thì khoảng 2-3 giờ khuya rồi, bà mới nhìn qua mé bên hông là nhà của bà hai, có con nhỏ con gái á, tóc dài như nè mà mặc áo trắng nha, mặc nguyên bộ đồ trắng nha, mà xách hai cái thùng nước á đổ vô luôn. Mà tôi nói, tôi lên nói da gà lắm á, thiệt cái mọi người. bằng đổ vô lưu mà bà chị tôi nói ủa ai mà vẫn đêm đổ vô lưu vậy. Cái tự nhiên bà mới xoay qua mới nhìn vậy nè, ủa chị tôi thấy mặt bà, chị tôi xanh mặt mày, chạy 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 vô nhà nằm đắp cái mền lại lạnh tanh như nào sợ á, mà nguyên nhà đó với hai 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 bà lục đục đóng cửa lại cái gầm. Mà nó nghe cái sáng ngày mai mới kể lại cho bà hai nghe, thì nói bà hai con thấy kể kể nghe vậy chứ, kể là con thấy vậy 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 vậy, thì bà hai mới nói không phải đâu, biết sao con gái bà mới chỉ lên bàn thờ thì con bà y chang mà bà kia gặp, thiệt y chang mà kia gặp, chỉ lên cái bàn thờ mà nhà ở cục đất này nè, tôi đi ăn làm con đẻ mấy người đó đó, cái cục đất này nè, cái chị tôi nó chủ nó thấy cái hình nó sợ á. Mà rồi bà hai mới nói nè, hồi bữa tôi nằm mơ á, nó nói á, thấy má đi xách nước cực quá à, để con xách nước về cho má xài. Ôi mẹ má, ghê không? Rồi chạy luôn được chứ. Mà cái sợ luôn mấy người mà cái ghê không mọi người? Ghê không mọi người? Ghê không mọi người? Bi đê xạo sự. Đó. Ghê không? Bà bi đê. Đố nào nghe, cái chuyện ma tôi chưa ghê đâu, nhìn mặt mặt. Mặt bà mới ghê chứ. Sao ghê xui xui. Cái xong xuôi ha, các bạn có kể lên, chỉ lên cái bàn thờ đó. Tao đi học à? Chỗ người ta kể chuyện ma không hấp dẫn là chỗ do mấy bà đó. Mấy bà biết ra bắt chim than cà lan biết gờ cột qua kèo là kèo qua cột, chú bắn dầu không cần nói qua cầu bị té, chú bắn ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống đầu kèn, con bình việt ở cò cò tiếp theo đầu kèn, tàn là chết luôn. Cái câu chuyện nó nghe kỹ, tàn là chết luôn, nó ai sống nha, ghê ha. Là sao? Bắt chim than cà lan bi gờ cột qua kèo là kèo qua cột, chú bắn dầu qua cầu mà bị té, chú bán ếch ở lại làm chi, con le le đánh trống hoa thổi kèn, con bìm biệt thổi tò tí te tò te, là kể từ đầu tới mùa đầu mùa tới cuối mùa tàn người ta chết ông quý cái đám ma thiệt mà, đúng rồi đúng tàn là người chết rồi mà, thì cái ông bìm biệt hôm qua ông bị chợt té ông chết hay gì đó, người cái câu thổi tò chuyện chú bán dầu má ê chú bán dầu á, ôi em ngồi đi xếp hàng đi em nghe chị kể chuyện ma chưa trời nghe ơi, nè. cảm ơn mọi người nha, chị sẽ làm cho mọi người hai lần nha mọi người. Bye bye bye. Ok. Mình like hôm nay là đăng ký 3G cho mọi nó người mạnh biết cho mọi không? người xem nó dễ. Ở đây nè, ở đó mà ngồi á là ngồi ban đêm bình thường mà hồi xưa là cây bụi không à, là bà ngồi trong sớm này bà thấy người đi qua đi lại là chuyện bình thường á, ghê chưa, ghê 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 mọi người, thấy người đi qua đi lại là chuyện bình thường luôn thấy á. luôn hả, thấy luôn rồi đó, thấy ma không? Không, người Ở, ta hồi xưa ở dưới đây có sông kiểu có chết không thì hồi xưa hay có chương trình mà sáng bắt chắc trâu chết đâu, hoài, có không thấy không? bắt trâu hoài Ừ. mà mình ngồi chơi mà thấy mà ổng qua lại hoài đi luôn bình thường á, hiện là bình thường luôn á. Coi sao Linh có lạnh không mọi người? Kìa đó thấy không, mà nghe cái gốc cây đa có cái nè, bột bột hay của có khỉ lắm sau lưng. Còn hồi đó hả, đang ngủ không trời mưa lâm râm mà gõ cửa nào mở cửa ra luôn là nó thật sự bà thấy người máu me không luôn á, mà đồ lính á, mặc đồ lính không, anh Tuấn thấy đồ lính không, Ghê tôi nói thiệt mà. ghê hơn Mà hồi luôn. đó hả, bà tin không, bà đã mặc đồ bà ba, bà kể tối bà ngủ không được, bà mới mở cửa ra bà hóng gió, thì bà nhìn kỹ á, có một người đàn bà xõa tóc dài mặc bộ bà ba trắng Riyama hồi xưa, bộ đồ Riyama hồi xưa, mấy đứa này chắc không biết bộ đồ Riyama đâu. Pyjama. Pyjama. Pyjama.
pyjama là bộ đồ màu trắng mà phi bóng mà thả tóc dài vậy nè. Mà hồi xưa con gái nha, con gái còn trẻ hay mặc đồ trắng lắm mà đứng ở đó quát bảy người có thiệt. Còn chị ruột của tôi nè, bà tin không, mẹ tôi, cái chuyện này chị nói thiệt nha, mẹ tôi là chị ruột tôi, chị người thứ tư chết rồi. Cái bà mới lợi á, bà mới lợi, bà mới, bà mới đêm đó bà nói nè, Hiền ơi, chào em, khổ quá, mẹ ruột của Cát Thi á, mẹ khổ quá, con thương mẹ, con độ cho mẹ có tiền đi. Chứ mẹ bây giờ mẹ đang nuôi hai đứa con bỏ lợi rồi, bây giờ không có ai nuôi nó, tội nghiệp nó. Cái mẹ mới nói, cái bà nói, bà mới giải gì em, tối về ngủ, cái thấy bà chị, bà chị ruột á, bà về bà cho số, bà nói bà đưa, bà nói này mẹ, mẹ cầm cái này đi mẹ, mẹ cầm cái này đi rồi mẹ đi về nuôi con đi. Thì bà mới vợ, bà thấy mấy con số á, bà mới biên, bà trúng được mấy triệu, ngàn người. Vừa trúng buổi sáng, buổi chiều, buổi tối bà nằm bà ngủ, là thấy bà chị, bà về nghe tiếng khóc sát bên nhà, bà sát bên nhà có bãi đứt trống, nghe khóc hù hù gì đó. Thì có một bà, cái mẹ mới giật mình vậy, mẹ vừa nghe một tiếng khóc nhẹ nhẹ, cái mẹ nói ủa ai khóc vậy, bây giờ này mới 12 giờ 1 giờ khuya mà khóc cái gì, ai khóc kỳ vậy. Thì mới xong xuôi rồi, cái mẹ mới nghe vậy, cái mẹ mới ngủ tiếp. Thì vía có cái bà đó hiện ra, một cái bà đó mà hiện ra, mới nói, bà mới dẫn theo bà chị, bà nói biết tại sao mà nó khóc không, tại vì á nó lo vượt số cho mày nó khóc á. Cái bà hiện nó con vượt số cho con đi vượt số cho mẹ con bị quýnh người ta, con người ta quýnh quá trời. Rồi thi hồi đó bà thường cái giấy rồi xong mọi người biết á, cái hả vượt số gì khóc, mà đến khi nào ba ơi để em xem rồi để con lấy tiền đi con, có còn cái giống, ngồi đợi các Thi đi, cái xong rồi biết không, bà để hay là hai đứa con. Thì mẹ của Cát Thi á là hồi xưa hay chơi đến bài cuốn sách. Con cháu không nhiều vậy, phần từ Cà Mau lên chị. Thôi đi vô Cà Mau gì, đi xe này má ơi, đi xe tăng thì chưa thấy gì nữa. Rồi đứng xếp hàng giùm Cát Thi nè, đây nè, xuống dưới. Ừ, rồi xuống nghe kể chuyện mà. Rồi xong rồi đó, đánh bài cuốn sách á, cái tối bà hiện về, bà nói gì nè, có nuôi được con không, không nuôi được con bắt hai tụi nó đi. Ghê rồi, bà chị ruột tôi á, bà chết còn trẻ, bà chết 23 tuổi à, có hai đứa con mà tối bà về nha, tin không. Hồi lúc nhà tôi ngồi nằm đó là nhà gián nhà to đó, trời mưa lâm râm, nhà tự nhiên thằng cháu của tôi á, là thằng con của bà, tự nhiên đang ngủ gì nè, mở mắt gì nè, sánh đi ra đường luôn mà mưa á. Cái mẹ mới sợ, mẹ mới chụp tay lại, mẹ mới giật mình vậy, mẹ mới nói làm gì có đâu vậy. Cái nó mới nói là con thấy có cái bà đó bao quát con ra, là lúc mẹ nó chết là nó còn nhỏ, con thấy có bà đó bao quát con ra, bà kêu con đi theo bà. Ủa nè, mà nghe cái dừa á, là trước cửa nhà tôi có cái dừa mà bà đó bao quát con ra, bà kêu con á hả, đi theo bà. Cái mẹ mới nói bà nào, cái nó mới nhìn lên bằng thờ mình, nó bà này nè. Nó còn nhỏ, nó mới 4-5 tuổi, nó nói bà này quát con nè, bà này kêu con đi nè. Đó. Ta kể chuyện ma má ơi. Nói thiệt. Bởi vì cho nên mọi người biết hả? Biết về vấn đề á, cái sự tâm linh là có thật. Mình đi đâu chơi cũng vậy á, mình cũng thành kinh nghiệm. Đừng nói tao không sợ ai, tao thấy được cái chuyện ra liền đó nha. Hồi đó tôi có con bạn đó ngủ chung khách sạn á, có con bạn á nói ma cỏ gì tao không sợ, tao đang ngủ cổ nó ngủ té xuống giường luôn, nó mở mắt ra biết nói gì không, tự nhiên con người đá nó xuống giật không được. Nói thiệt, cái câu chuyện đó nói thiệt á. Bởi vì cho nên mọi người nên cẩn thận khi mình chơi á, mình đi chơi ở đâu. Quay đèn vô mặt luôn nè, quay vô mặt luôn nè. Quay cho sáng rồi. Rồi bây giờ ba phần là cao nha mọi người.
Rồi, bây giờ mình là cao. Hôm nay rồi, ok em.